anh với em khi mình nên duyên nên nở, thì một lá chầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thâm chầu xanh sẽ thêm đỏm thêm nồng, buổi sáng tinh sương em gánh chầu ra chợ, trên con đi dài thoáng thoáng đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm heo lá chầu xanh, chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền, dõi mắt kiếm tiền giữa buổi chợ tan, lỡ duyên hẹn hò tình duyên đôi lứa. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị mà chưa phải là người miền Tây thì chưa có nghe được cái câu nói gặt của người miền Tây như thế này. Ta nói sáng má đi chợ về mua một mớ thịt, rồi má sẵn tiện tay hái luôn một vài lá mít để kho cho cả nhà mình ăn, một cái nồi thịt kho, gọi là cái nồi thịt kho lá mít thôi cả nhà. Cô ba đã với lại chị Liên, mọi người cùng chung tay với nhau để hỗ trợ một bữa cơm có thịt cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay thì phần này là cho các anh em YouTube ngay từ Đồng Tháo cũng như là các anh em từ Hồ, đó là chiếc bánh lá. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Mà người ta nói là đi đến Trà Vinh á, Trà Vinh trà cú bánh đón chào mời nhau bánh tét. Nhưng mà ngay tại huyện Càng Long này thì Bùi Hồ đang cầm trên tay một cái bánh gọi là bánh lá. Bánh lá này thì được chị Hương đúng không? Chị Hương cùng với bà Ba ở đây nè. Cô Ba với lại chị Liên để gói đãi cho các anh em vào một chập tối như thế này. Đây là bánh lá dừa nha, lá mơ nha cô bác quý anh chị. Bánh lá gầu mơ. Bây giờ chắc là có lẽ là Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị thưởng thức một miếng bánh lá chấm với lại nước cốt dừa, được tự tay bà Ba nắng, rồi chị Liên phải lau lá và chị Liên phải đi hấp và chị Hương thì đang lau lá nè. Mời cô bác quý anh chị ha, chén này là chén nước cốt dừa. Ăn một miếng. Các anh tí xíu ăn sao ha. Mời cô bác quý anh chị. Con chấm nhiều nó mới ngon. Chấm nhiều nó mới ngon. Nước dừa béo. Béo lắm. Chấm nhiều nó mới ngon. Cô ba nó phải chấm cho nhiều vô. Chấm ăn vô nó mới ngon. Có nói đậm vị gì vô. Tại cái này bột không, con phải chấm nhiều vô mới ngon. Vậy là đặc trưng của bánh này là hương vị là nước cốt ha. Nó mới ngon là nước cốt, còn nước cốt thì phải có hành lá nó mới ngon. Hành lá. Nước cốt mà không có hành lá là không ngon. Con nghe bà Ba là chia sẻ là có lá mơ nữa đúng không bà Ba? Thưa với cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ không phải là review ẩm thực, mà đây là chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về tình cảm của các bà các chị ở đây dành cho những anh em là người Đồng Tháp từ xa đến đây để mà thưởng thức một cái đặc sản của Trà Vinh, đó là bánh lá. Và hiện nay thì phía bên tay trái của Bùi Hồ đó là cô Ba, bên tay phải là chị Hương. Sẽ ba. Có một cái câu chuyện về chị Hương với lại bé Tuyết thôi cô bác quý anh chị, với lại là cháu của cô Ba với lại chị Liên là con cô Ba. Mấy ngày qua thì cô bác quý anh chị cũng đã xem được mấy của đoạn clip của Bùi Hồ rằng là cô Ba đã với lại chị Liên mọi người cùng chung tay với nhau để hỗ trợ một bữa cơm có thịt cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay thì phần này là cho các anh em YouTube ngay từ Đồng Tháo cũng như là các anh em từ Hồ, đó là chiếc bánh lá. Cô Ba có hỏi về chiếc bánh lá này tí xíu ha. Con thấy là bánh lá này là bánh lá dừa. Bánh gói trong lá dừa con gọi là bánh lá dừa. Nhưng mà con nghe cô Ba với lại chị Liên rồi nói á, gọi bánh này là bánh lá mơ. Thì vì sao nó có tên là bánh lá mơ mà không phải là bánh lá dừa cô Ba? Là cái này là bột không phải không? Dạ. Giờ mấy hái lá mơ là mình ở ngoài rừng tự nó có mọc sẵn, còn bây giờ thì có trồng. Thì con đem gì con mấy hồi trước thì cô Ba đâm, nhưng giờ có máy sinh tố xay ra mà cái loại lá rau mơ này thì ăn nó mát, nó bổ dưỡng cho mình, nó không có bệnh, tại vì nó không có chất độc hại gì hết á. Rồi pha vô bột thì nắng mà một mình cô Ba đấy ha, là bắt đầu là 3 kg bột cô Ba nắng là chắc 10 người ngồi ăn. Mình cô Ba chắc 10 người ngồi ăn. Vậy là thành phần chính ở trong đây là đường, bột và lá mơ đúng không cô Ba? Cái này là bột. Rồi, cái này không đường, bột không đường. Không à. Với lại rau mơ. Bột với lá rau mơ. Rau mơ mà nó ngọt vậy đó hả? Đường, nước cốt. Nước cốt hả? Cô Ba để đường,
để chút muối rồi để hành vô đậm nó mới ngon vậy, con chấm nó mới ngon vậy. Nhưng mà con thấy làm cái này hơi bị cực công nè. Chắc có lẽ là tại vì mình phải nặng tay Bùi Hồ gửi rồi nha cô bác anh chị mới nãy phải nặng như thế này nè, thì cái tác dụng, cái công dụng của mình ấy để cho cái chiếc bánh nó vừa với lại cái lá như thế này á, nó có tác dụng gì không cô ba, hay là cho nó đẹp vậy cho nó dễ ăn? Bây giờ nắng vô đây thì cái lá này con nắng nó dễ gỡ, nó dễ gỡ ra. Còn nếu không có chỗ mà không có cái lá dừa nước này thì nắng bằng lá mít, lá mít không có lá mít nữa nắng lá tre. Còn cô ba, riêng cô ba là bắt đầu bột nhồi ra rồi là nồi nước cốt thắng để đó là cô ba chấp 10 người rồi ạ. Cái bánh lá này nó có lâu đời chưa cô ba? Và vì sao mình những cái dịp nào thì mình mới nắng cái bánh lá này? Hồi thở cô ba là mới có 12 tuổi. 12 tuổi là cô ba đã làm cái nghề bánh lá này rồi. Rồi cộng tới cô ba lớn nên có chồng, có gia đình. Rồi làm bánh lá đội đi bán nuôi mấy đứa con. Vậy là bánh lá này nó đã gắn cô với cô ba là từ lúc cô ba còn trẻ kìa, bằng bé Tuyết đằng kia. Rồi sau này là bánh lá này đã nuôi gia đình của cô và đặc biệt là nuôi các chị em con, chị em của con của cô. Giờ tới cô có cháu cố rồi. Mỗi cái bánh lá này cô bán ở ngoài chợ là bao nhiêu tiền? Hồi xưa đó là bán nó chỉ có 3.000 năm lá, bây giờ được 5 lá 5.000. Bây giờ làm lá như vậy. Bây giờ mỗi lá này là có 1.000 thôi. Bây giờ được có giá. Nhưng mà con không biết là cái bánh này nó làm có cực công không? Thì con thấy của mình vậy nè. Tại vì con thấy là chị Hương là phải lau lá nè. Rồi chị Liên là phải hấp nè. Rồi cô ba là phải nặng bánh nè. Nhưng mà con thấy cũng lâu chứ. Nhưng mà chị Liên nè, đúng là một người cô bác anh chị không phải là ai. Đây là chị Liên, chị Liên là người ở Sài Gòn về. Chị Hương. Còn cô ba là người ở đây nên là nữ cách nắng mỗi người mỗi khác nhau. nhưng mà vẫn là một cái chiếc bánh lá. Cái bánh này chắc còn 500. Đợi mới bánh nữa. Mới học nghề hả chị ha? Thì cô ba thì hồi nhỏ tới giờ chuyên môn hồi đó nghèo thì đâu có cái gì bột sẵn gì đâu. Chỉ ngâm 3 kg gạo rồi đem ra cuốn xe bột tròn quay xay rồi bồng mới làm cực. Còn bây giờ làm mua bột sẵn thì làm nhanh nó lẹ. Thành ra cô ba nắng xuyên vú, còn mấy đứa này thì nó mới, nó cũng chưa được. Vậy là chiếc bánh lá này thành phần không thể thiếu là lá mơ. Và một cái thành phần không thể thiếu quan trọng hơn nữa đó là nước cốt dừa. Nó ngon hay không vậy cái nước cốt đó? Giờ cái vị thắng nước cốt dừa như thế này nè cô bác anh chị. Đó. Nãy giờ thì chị Liên cũng lật đật thắng nước cốt, mời cô bác anh chị thêm miếng nữa. Ăn nè. Con hấp coi chừng nó có nín luôn nha. Dưới lên miếng nước có cái nín nè. Cái này mình thấm thời gian bao lâu mới chín ha chị Liên? 5 phút gì? 5 phút là đã chín rồi. Tại vì bọc mỏng mà. Nè thấy cô ba ở miền Tây nắng nó đều tay nè. Còn mấy đứa đó thì mới nó chưa được đều tay. Ở miền Tây rất là nhiều loại bánh dân gian như thế này. Và vì sao lại có những loại bánh như thế này thì Bùi Hồ chia sẻ như thế này nè. Những cái dịp nắng bánh như thế này, làm bánh như thế này là dịp để gia đình quây quần bên nhau, có thời gian sum vầy và con cháu cùng với ông bà để mà thưởng thức những chiếc bánh như thế này. Chắc có lẽ là cô bác anh chị quý ông bà từng sống ở nước ngoài nhiều năm á thì sẽ nhớ lại cái hương vị này nhiều hơn. Đúng một rồi. Cái chiếc bánh lá mấy ở miền Tây. Ở nước ngoài là nhớ lại cái này là ở quê hương quê nè. Hương quê thì chưa mình nghèo đâu có gì con. Cứ ra ngoài vườn hái lá rau mơ là vô nắng làm bánh cho mấy con ăn. Rồi mấy cháu ăn. Rồi cô ba nghèo cũng tội đi bán rồi được bà con ủng hộ. Rồi tới giờ già thì bán luôn cái nghề tre lá luôn. Cô ba là coi như là gắn với cái nghề lá dừa gần 80 năm là cái lá này nó đã cùng gắn bó và nuôi dưỡng chắc chiêu để cô ba có cuộc sống ngày hôm nay. Và thậm chí là con đặt cho cô ba là cô ba đại gia lá dừa. vì cô ba đã gắn với chiếc bánh này và nó đã nuôi cho con cô ba lớn. Cũng cảm ơn cô ba nhiều, cảm ơn chị Hương. Dòng sông nhỏ thì mình lại lặng lẽ bắt được một cái nồi thịt kho. Nhưng ở đây không phải là thịt kho tàu mà là một cái nồi thịt kho lá mít. Không biết là cô bác quý anh chị có thấy được cái nồi thịt kho lá mít bao giờ chưa. Nhưng mà theo một số người dân ở sống cặp cái con sông này nè, cho rằng khi mà thịt kho kèm với lại lá mít để trên cái
mặt như thế này. Cái hương vị của lá mít cũng như là cái màu của lá mít ra thì cái nồi thịt kho nó sẽ trở nên thơm hơn. Và đây thịt kho lá mít ha. Có nơi thì sẽ gọi là thịt kho rượu hay thịt kho tàu. Và hôm nay bác gặp được một cái hình ảnh lạ hơn, một nồi thịt kho lá mít. Chắc có lẽ là cô bác anh chị mà chưa phải là người miền Tây thì chưa có nghe được cái câu nói gặt của người miền Tây như thế này. Ta nói sáng má đi chợ về mua một mớ thịt, rồi má sẵn tiện tay hái luôn một vài lá mít để kho cho cả nhà mình ăn. Một cái nồi thịt kho, gọi là cái nồi thịt kho lá mít thôi cả nhà. Của mình anh Hồ thấy không, mỗi khi lần mà có dịp đám giỗ đám cưới á thì bà con mình thì hay nấu bằng cái cà gà như thế này. Nó cũng lửa rất là lớn mà mình có thể điều chỉnh được nữa, nó cũng rất là tiện lợi. Và thường thấy trong các cái dịp đám cưới đám giỗ thì bà con miền Tây mình được sử dụng bằng cái lò này thì cũng rất là nhiều. Cô bác quý anh chị nghe được một cái âm thanh nó quen quen nào không á, chứ cái người đang cầm cà gà men thì nói chuyện rất là miền Tây. Bà con mình ở nơi đây á, thường hay sử dụng cái nồi cà gàng như thế này để kho một cái nồi thịt kho thay cho những cái nồi củi trước đây. Và lửa thì cứ để đó đun đó liêu riêu đến khi nào mà cái miếng thịt nó nở ra và cái màu thịt nó đỏ ươm là như thế là đã có một nồi thịt kho ngon lành. Một cô chủ, một người cô đã nói rằng là cái nồi thịt kho lá mít ở đây thì có cũng khá là lâu đời rồi. Cô ơi, cái nồi thịt kho này vì đã có bao nhiêu năm ở cái khu vực cặp cái con sông Sà No mình nói với cô? Mấy năm rồi cơ? Mấy 4 năm rồi ạ. Mà vì sao mình lại kho lá mít mà không phải là lá chuối? Có nơi thì con lại thấy là lá chuối nữa kìa. Đúng rồi, nhưng mà sau này phát hiện ra để cái lá mít cái màu thịt nó đẹp á. Dạ. Thì ra là đúng rồi. Rồi bắt đầu cái đó như nó thơm. Một hồi nó kho nó sắc xuống cái nó để cái màu thịt hay quá. Nó đẹp, nó vàng ôm, đẹp lắm. Đâu bây giờ cô nói chuyện gặt tiếng miền Tây, tiếng sông Hậu nghe. Cái màu nó vàng ôm nha cô bác của anh chị. Ở bà con nơi đây người ta cũng hay là kho cái lá chuối ở ngoài kia kìa. Nhưng mà bây giờ gia đình của cô 3-4 năm nay chuyển sang là kho lá mít rồi đúng không? Đúng rồi. Ai phát hiện ra đầu tiên đó cô? Bà gì? Có bà gì. Nhưng mà khi mà một cái món ăn nào đó mà để một cái lá là chưa từng sử dụng, chưa từng ăn sống qua thì để vô thì nó có mạo hiểm đúng không? Không, cái lá mít này thì thường thường nắng ha, cưng nắng mình nắng bánh nắng ha. Dạ. Rồi có nắng rồi. Nắng bánh dạ. Nắng với lá thu địch đó. Xay nắng bánh nắng có nắng rồi. Đó là cái phong cách người miền Tây chính hiệu gọi là lá mơ cô bác anh chị. Nhưng mà thì ở đây gọi là lá thu địch. Nhưng mà không có dưới miền Tây mình kêu bằng lá thu địch. Người ta nói gia đình thì kêu bằng lá mơ. Lá thu địch hay là lá mơ cũng là một loại lá thôi. Một loại lá mà tại vì tùy theo dùng kêu. Dạ. Ủa chị ở đây mình kho bao lâu thì được chị? Chị hả? Chị kho cái nồi này khoảng cỡ hơn tiếng mới ngon. Tại vì chị đâu có chùm lưỡi nhiều. Ghiêu vậy đó. Rồi cái thịt nên hồi cái nó thấm mới ngon. Em thấy thường thì bà con mình hay kho thịt bằng cái nước màu bình thắng hoặc là xá xị á chị, nước ngọt á. Thì so với cái cách này mình thấy cái nào thì nó ngon hơn chị? Chị thấy kho này ngon hơn đó. Bởi vì cái màu nó tự nhiên ha. Nó tự nhiên nó ngon hơn. Không biết cái lá mít sau khi mình kho mình xong á chị thì mình có ăn luôn được cái lá mít không? Không, chị vớt ra, chị không ăn. Nhưng mà chị vớt ra bỏ. Chứ lá mít thì như dân miền Tây cũng chưa có ăn sống. Nhưng mà cái quy trình trước khi mình làm ăn thì không có sao, tại vì cũng như hồi lúc đầu ở dưới miền Tây thì lấy lá mít đó là mình nắng bánh nắng. Rồi sau này mới phát hiện ra là kho thịt kho tạp. Dạ. Trước khi mình kho thì mình phải chuẩn bị lá mít trước. Rửa. Mà cái quy trình mình làm như thế nào chị? Bước đầu tiên thì mình sẽ làm gì nè? Kho thịt đó hả? Dạ. Đúng kho thịt đó hả? Dạ. Thì rửa sắc thịt ra, rửa sạch. Rửa muối qua sạch đi. Rồi để cho nó ráo xong rồi ướp. Bầm tỏi, ớt, đường một ngọt. Ướp vô khoảng tiếng để đó. Bắt nước sôi lên, thả vô. Cái lá mít mình bỏ vào cái giai đoạn nào của cái nồi thịt kho thì nó ngon? Nước sôi đổ thịt vô vừa xong rồi thịt vô vừa xong rồi bỏ lá mít lên liền. Dạ. Bao lâu thì mình vớt ra chị hay mình để? Khi nào thịt cạn xong rồi mình hồi thịt nó sắc xuống rồi mình mới vớt ra. Là mình kho vậy là nồi thịt nó cũng không có bọt luôn. Là bọt nó rút vô đó luôn. Là mình không cần hớt bọt. Dạ mình khỏi hớt bọt. Đúng rồi, không luôn. Dạ bên đây em thấy mình cũng có chuẩn bị một cái nồi trứng vịt để chuẩn bị mà đúng mình rồi, trứng vịt bỏ vô đúng không chị? Đúng rồi. Sao mình không để sớm chị? Chưa bỏ.
tại vì biết sao bỏ sớm thì nó hơi cứng, cái trứng nó hơi cứng á, nhầm là người thì thích ăn cứng, nhầm người thích ăn mềm, còn chị thì chỉ thích để hơi chừng nào cái nồi thịt nó kho chở chừng phân nửa vậy đó nha, rồi chị mới để vô. Dạ, cái này là khi nào mình để nó vô phân nửa thì mình mới để vô. Đúng rồi, cũng như pha kho khoảng tiếng đúng không, mình kho chừng nửa tiếng là chị mới để, còn nhầm ngừ là ta kho thì để vô liền. Nhưng mà trứng đó mình có lột như vỏ đó, không chị? Có lột. Giờ mình lột luôn nha chị. Đặc sản của miền Tây đó là những cái con sông, cái con kênh rạch. Và ngay tại Vị Thanh này á, có một cái con sông gọi là sông Sà No. Bên cái con sông Sà No này á, bà con cô bác ở đây vui nhộn lắm. Mỗi người cứ mệt mệt nhau là có một cái đặc sản đó là quán võng và trà đường. Nằm thưởng thức một ly trà đường và nằm nghỉ ngơi trên bên một cái chiếc võng, kể chuyện đời chuyện ta nghe nó cũng vui. Mà khi vui hơn nữa là hôm nay các anh em về vùng đất Hậu Giang này có dịp giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết được cái món rất là đặc trưng của nhà của cô Sáu, cô Ba, cô Bảy hay cô Hai? Cô Hai. Nhà của cô Hai đây là một cái món khá là lạ. Đó là cái món thịt kho lá mít. Nồi nghe thấy nghe được cái mùi của thịt kho lá mít. Nó thơm phất vào cái lỗ mũi á, thành thử ra là tự nhiên mình đi xa như thế này làm nhớ thêm cái không khí Tết. Sáng nay cái nồi thịt kho này cô Hai phải tốn bao nhiêu tiền rồi? Tốn 200 tiền thịt. Dạ. 200 tiền thịt với 1 chục trứng 25.000 nữa là 225.000. Cô Hai ăn được mấy ngày? Ăn chắc được 3 ngày. Dạ. Ăn chắc được 3 ngày. Thịt kho thì không thiếu trứng trứng vịt được. Đúng rồi. Hoặc là có thể bây giờ một số cô bác quý chị bà con ở nơi đây người ta để lại chế cúc. Biến thêm một cái món là trứng cút. Đúng rồi. Trứng vịt. Trứng nhưng cúc. Mà đa phần thì trứng vịt thì nó sẽ trứng ngon vịt hơn. Là đúng rồi, ngon hơn. Dạ. Trứng cút là tại vì sau này để kiểu như mấy đứa bé ha, nó thích ăn á. Rồi để vô nó nhỏ nhỏ nó gọn gọn dễ ăn. Có nghe nói gần bữa cơm bên bờ sông chưa? Có nồi thịt kho như thế này bắt thêm cái bàn nhỏ nhỏ ngồi cặp con sông về nghe tiếng sông chạy cái tự nhiên cái thấy lòng mình nó dạt dào hơn, cộng thêm miếng thịt kho chấm với lại miếng rau sống kèm thêm miếng cơm nóng thì cả gia đình cô ấm cúng một bữa cơm no lòng. Chúng nói theo kiểu miền Tây cho cô bác quý chị thấy về mùi hồ sẽ hiểu về miền Tây như thế nào. Khi người ta tôi nói thiệt các bạn, và con ở đây người ta thân thiện vô cùng, thậm chí là uống ly trà đường cho thêm miếng trà đá cộng thêm miếng điện nữa mà tính có 5.000 đồng thôi. Đúng không cô Hai? Sao cô Hai cười? Hôm đúng nay rồi. Đóng theo cái phong cách của người miền Tây gặt là như vậy á. Ngày xưa ở quê của Bùi Hồ á là có nhà sàn, mỗi khi mà nước lên á thì bà con lại ngồi kể chuyện đời chuyện ta nghe chơi, thả cái tay lưới ngồi ở trên cái chiếc xuồng bắt được vài con cá đem vô nhà kho tiêu, cộng thêm miếng bông súng hái từ ngoài sao đồng vô là như thế là được một nồi cá kho cộng với bông súng chấm, đúng không anh Màu Đồng? Đúng rồi. Mà nói chuyện vậy giống người miền Tây chưa Toàn? Cô bác anh chị hôm nay thì đồng hành với anh em đó thì cũng có một bạn ngay tại vùng đất Hậu Giang này luôn. Bạn được sinh ra từ gần cái con sông Sờ No này, sao cũng quen được rồi, thành nữ nói chuyện nó dân dã mộc mạc vô cùng. Kênh của bạn là Toàn Vui Vẻ. Ngày mai này sẽ đăng clip về cái nồi thịt kho lá mít này, nhớ lên đó cho một lượt đăng ký mới để mà có thể hiểu thêm về cái cuộc sống của người miền Tây. Cái thông điệp của mình là gì Toàn? Cái thông điệp của em là gì? Nói thì đang biết, người ta lên là ăn nữa là đang đi vô coi. Người ta vô người ta coi. Ừ. Đó. Tôi nói thiệt bà Hai sao mà bà dễ thương ghê trời. Bà có nồi thịt kho hồi cho thêm miếng cơm nó chứ hết sảy luôn á bà Hai. Ok. Ok luôn đấy không? Người miền Tây hào sảy vô cùng. Cái gì chứ dân miền Tây là cơm là bình thường. Lại vô nhà tới nhà không có cái gì chứ cơm là cá thịt kho thịt cá kho rồi là có. Ở miền Tây của tôi nó vui vẻ như thế này nè. Khi mà đi lỡ đường một chuyến á, ngồi vô uống ly trà đường nói cô ơi cho miếng cơm đói bụng quá. Có luôn. Thì một hai sẵn sàng mời cơm là mời thiệt, không nghe chứ không phải mời khách sáo đâu. Mời thiệt chứ không phải mời lơi đâu nghe. Mời ăn no thôi, ăn hết là bị đòn mà ăn còn là mất vợ. Dân miền Tây là vậy đó. Dạ. Đi đường không có sợ ăn đói đâu. Anh em tự nhiên có một cái ngẫu hứng để chia sẻ như thế này để hiểu thêm cái cách nói chuyện, cách sống và cái đời của người miền Tây. Đặc sản của miền Tây là cái võng á. Cứ nằm mệt là leo lên võng nằm cảm thấy nó khỏe đúng rồi, hơn. Đúng rồi. Đúng không cô Hai? Nhà ai cũng có chứ. Dạ. Đi làm gì làm cái vô cái leo lên ngay cái võng lắc một tí. Nói không phải nói chứ ngày xưa sống ở miền Tây nó quen như thế này. Có một cái ga vô nhỏ nhỏ nó kêu cà khẹt mà bắt sóng lên á.
Mở sóng lên cái nó kia là tiệt, đưa cái qua cái sóng, làm như sóng vệ tinh ở trên kia, bắt được ngang câu vòng cổ nằm lắc lư. Ở một buổi chiều mưa thôi là nghe buồn gã gã gửi đúng không anh Màu Đồng? Giống như kênh ẩm thực nha, ở miền Tây như nói như thế này. Tiếng dịch này á, bà cô hai ở shop tôi sáng nay mới đi chợ, bà nghe bà mớ, bà cân 1-2kg thịt, cái bà sẵn tiện đó, bà ghé ngang cái xài hộp dịch, bà hốt luôn chục trứng về. Rồi lợi nhà bà ba kế bên, cái bà hái dài lãng mít đó, ga có sẵn ở trong nhà thành thử, bà cô hai bà không còn nấu lò bếp trấu hay bếp củi giống như ngày xưa. Bây giờ cầm cái nồi hộp dịch này đổ vô lá mít chiều nay là có bữa cơm no nê luôn ha. Nhưng mà cái này là thiếu điên điển với lại bông súng ở những mùa nước nổi như thế này đúng không ai? Hồi xưa thì đầy, còn như bây giờ biết sao không? Giờ là nó chậm không à. Ở miền Tây này thì cô hai sẽ gọi là mùa nước nổi hay là mùa nước lũ? Mùa nước ở dưới quê mình hả? Dạ. Nước nổi. Đó. Ở miền Tây của tôi á là kêu là toàn là nước nổi không à. Chứ tại con nước lũ. Con nước nó về hiền hòa lắm. Mỗi lần nó về á là nó như được thông báo trước và nó cứ bò từ từ lên, nước bò đến đâu thì cá đi đến đó. Và sau nước nổi về thì lại có nước nổi đi rút đi á thì lại có thêm có những cái lu mắm. Có những cái lu mắm khi nước nổi lên thì bà con lại xôn xao rộn rã. Và đầy ắp những cái tiếng chèo thuyền chèo ghe, cái tiếng gọi nhau ở những theo làng, những cái theo những cái làn gió và những cái cơn sóng á, làm cho cái miền Tây nó đặc sệt luôn. Rồi, nói đi. Anh Hồ biết không? Khi nào cái để mình lột cái trứng này thì cũng có một cái bí quyết để việc mà lột tất cái vỏ trứng ra nó không có bị, nó vẫn còn nguyên, nó không bị bể á. Thả vô luôn ha. Ừ, cứ thả đi. Cô hai nói thả vô đi. Vô đây ngồi với con đi cô hai. Cô hai ơi là cô hai. Hôm nay lại phát hiện ra một cái món mới rồi, đó là thịt kho lá mít. Thả từng trứng vịt vô. Mình gọi là thịt, tại vì thịt nó nhiều nên mình gọi là thịt trước đúng không? Đúng rồi. Còn lá mít nhiều hơn thì mình gọi là thịt kho lá mít, tại lá mít nhiều hơn trứng. Đúng không? Chứ nếu như mà không có lá mít thì mình sẽ gọi là thịt kho trứng. Đúng rồi. Bây giờ là thịt kho lá mít đúng không? Bây giờ là lá mít nhiều hơn trứng. Anh Hồ thấy người Hậu Giang dễ thương vô cùng anh. Đúng rồi. Những ngày qua thì sống ở cái vùng đất Hậu Giang này, người Hậu Giang dễ thương vô cùng, rất là hiếu khách luôn. Tôi nói với lại cô bác quý anh chị biết được nè, về miền Tây thì đừng bao giờ lo đói bụng, cứ đi ngang thôi là nghe được cái mùi thịt kho, nói xin cô hai cho chén cơm, cô hai cho liền. Cái vùng đất màu mỡ như thế này nó cũng nhiều hướng như thế này nè, làm cho con người của ta cũng khá hào sản ha. Người miền Tây của tôi hào sản lắm. Người miền Tây mời cô bác anh chị về thưởng thức một cái món thịt kho lá mít của cô hai. Dạ, chỉ thiếu có một câu hò nữa thôi là miền Tây đặc sệt luôn. Có lẽ là câu chuyện cũng hơi dài, miền Tây tôi cũng nhiều chuyện y gan vậy á, nên là đỡ chia đến đây cũng gần 20 phút rồi. Nói có sai lệch gì thì cô bác anh chị cứ bình luận góp ý thêm, để mai mốt miền Tây của tôi càng ngày càng vui vẻ chia sẻ đoạn phim này ha. Đoàn nói gì không Đoàn? Dạ, khi mà đến với Hậu Giang hoặc là chưa có dịp đến với Hậu Giang thì các bạn cũng có thể là vào cái kênh Toàn Vui Vẻ. Đúng rồi. Để có thể là xem cũng như là tìm hiểu về những cái món ăn, những đặc sản mang đậm vùng quê của Nam Bộ. Đặc biệt là trong đó có những món ăn của Hậu Giang mà em chắc rằng là quý vị và các bạn cũng như là Bùi Hồ sẽ là những cái món ăn lần đầu tiên được tận mắt thấy và cũng được lần đầu tiên được thưởng thức những cái món ăn mang đặc sản, đặc trưng của vùng đất Hậu Giang bên dòng Sà No rất là hiền hòa và thơ mộng. Và như anh Hồ vừa chia sẻ cũng là thưởng thức những ngày qua thì có những cái món như là thắt lát nè, rồi những cái món ăn được chế biến rất là công phu, và đặc biệt hôm nay cũng có một cái món ăn rất là mới là trứng vịt, thịt kho kiệu kho với lá mít thay vì lá chuối hay là những cái tờ giấy tập. Hồi xưa thì chúng ta hay, ông bà ta thường sử dụng vào những cái món, những cái vật dụng như vậy, hoặc là để hạn chế cái bọt này kia, nước ở trong hơn. Và hôm nay thì chúng ta khi đến với cái vùng đất của vị thủy của Hậu Giang thì được tìm hiểu thêm về một cái món ăn đó là thịt kho trứng với lá mít. Đúng rồi. Và hy vọng là đây sẽ là một cái kinh nghiệm, một cái bí quyết để khi mà nào mà chúng ta có dịp thì đặc biệt trong những ngày lễ Tết hay những ngày mà cùng với gia đình quây quần thì có thể thử cái món này, cách làm này,
thì xem nó có khác biệt hay là nó ngon như thế nào để chúng ta chia sẻ rộng rãi hơn, để cho quý vị và các bạn cũng là các anh chị có thể là áp dụng cho cái bữa cơm của gia đình mình. Mách bảo cho cô bác của anh chị biết là ông bạn của tôi á, mấy ngày qua ông cũng cực khổ với anh em của tôi mấy lắm rồi. Lúc thì anh ơi chiều nay ăn gì? Hôm nay mình ăn cá thác lát khổ qua nha. Hôm nay mình ăn ngồng tỏi xào với thịt bò nha anh. Dễ thương lắm. Mà nói thật luôn á, là bạn của tôi mới ngày hôm nay mới làm YouTube thôi à, mà nói chuyện y gan là nghe có một cái giọng nào đó nó quen quen ở trên cái lo phát thanh bồng bí không. Lời nói thì không có soạn sẵn, chỉ là thoại trực tiếp thôi, nhưng mà nó mượt mà như vậy rồi đó. Thì mai mốt cô chú anh chị có vô kênh Toàn Vui Vẻ cho một lượt đăng ký, một lượt like, để thì hiểu thêm một về một người con bên bờ sông, bên dòng sông Hậu, sẽ chia sẻ những cái món ăn dân dã của miền Tây, để hiểu thêm vào một vài nét độc đáo của người dân ở tại nơi này, cũng như là văn hóa ở đây. Còn bây giờ anh em tôi nhiều chuyện đủ rồi, kết. Anh với em khi mình nên duyên nên thì một lá chầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thâm chầu xanh sẽ thêm đỏm thêm nồng. Buổi sáng tinh sương em gánh chầu ra chợ, trên con đi dài thoang thoáng đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm heo lá chầu xanh, chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dõi mắt kiếm tiền giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa.